Mình mở cửa ra tránh sáng nhìn ngay coi. Ủa, ủa sao cửa mở? À đây mở rồi. Chân lành quá. À, chị coi đây nha. Mình là nắp cho channel cái nắp đây. Thì trước khi video này bắt đầu á, thì các bạn đừng quên để lại cho nắp một nút like, đăng ký một nút chia sẻ nha. Thì đó, đó là động lực của nắp làm những cái video tiếp theo. Và các bạn đừng quên là nhớ nắp 2019 này, nắp #2019 hoặc là nắp vui vẻ nha. Còn hôm nay để mình xem con quái vật, hôm nay là con quái vật gì đây? À quên mất, các bạn nào á mà hashtag á thì mình sẽ tìm các bạn đó nha. Còn hôm nay mình xem con quái vật, hôm nay quái vật gì đây? Hôm nay một con quái vật mới, nhìn nó cũng bình thường mà các bạn ơi. Ủa nhưng mà quái vật này hình như là con cáo các bạn ơi. Mà sao nó có mấy đây? 1, 2, 3, 4. Ủa cái này có cái đuôi đằng sau này không ta? Để mình đếm lại ơi. 1, 2, 3, 4, 5. Đằng sau này mình chắc là 1 thôi. 1 cái là 6 nè. Ủa cái gì dưới kia kìa, 7, 8, 9 cái. Ủa các bạn ơi, đây chính là cáo chín đuôi nè các bạn ơi. Wow, hay quá vậy. Wow, các bạn xem này, cáo chín đuôi nè các bạn. Wow, nó có mặc áo và đồ nữa. Trời, nè, mỗi đuôi nó có một cái gọi là có đeo một cái gì đó, cái hình gì đó các bạn. Mỗi một cái là có một cái hình khác nhau nè các bạn ơi. Nhìn lạ quá vậy. Ủa, con này con gì vậy? Mà nhìn nó gọi là hồ ly các bạn, người Việt gì, người Việt Nam của mình gọi là hồ ly các bạn ơi, là mấy con cáo mà chín đuôi đỏ nó không nhớ nữa. Nói chung là hồ ly á, bây giờ nó đang chuẩn bị vũ khí rồi đây các bạn xem đi. Đây chính là một vũ khí có 102 không, mà bữa có một cái mà giờ nó muốn show thêm các bạn ơi. Đây chính là vũ khí mà có thể vừa chuyển thành súng mà vừa chuyển thành gọi là gì ta, gọi là kiếm luôn nè các bạn. Hãy xem đi. Ghê chưa, nó biến thành kiếm luôn rồi nè. Đó, chiếu 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 chiếu. Còn cái súng, các bạn muốn xem súng của mình không? Đây, súng, biến thành súng nè. Bây giờ mình sẽ test súng các bạn coi nha. Nè, mình sẽ đứng đây, mình sẽ bắn nha. Pew, ghê chưa. Bắn một cái là chết luôn. Bây giờ mình sẽ biến thành kiếm, mình sẽ chém con này. Bắt cho cái đầu mày. Đó, các bạn thấy ghê chưa. Chém một phát cũng chết luôn. Đó, các bạn thấy cái kiếm này mạnh không? Nó vừa gọi là biến thành kiếm mà vừa gọi là biến thành súng để bắn luôn các bạn ơi. Đó nên là đây nè, đây chính là cái băng đạn của nó nè. Đó, còn bây giờ mình sẽ gọi là đi về đi ngủ, mà gọi là đi ngủ một giấc các bạn ơi. Trời ơi, mình gọi là để xem tối nay con hồ ly sẽ như thế nào. Các bạn biết không, biết con hồ ly á, các bạn hay gọi là hay dụ dỗ người, hay dụ dỗ mấy người này không vô xong rồi bắt cóc rồi ăn thịt ghê lắm các bạn ơi. Là bây giờ mình sẽ bật cái an này lên, mình sẽ không bị dụ dỗ đâu các bạn ơi. Mình mới là con nít thôi, mình nên là mình chưa đàn ông nên mình gì hồ ly không thể bắt mình được. Thôi chứ bây giờ mình đi ngủ chứ các bạn ơi. Thôi ngủ nha. 2000 years later. Cái tiếng gì ồn ào quá vậy? Trời, con rồng của mình đó hả? Rồng ơi mày, trời nó bay kìa các bạn ơi. Trời ơi ồn ào ghê luôn á, mày bắt đập cánh đi mày. Đang ngủ ngon mà ui quá tao. Quên ra con gì vậy? Tụi mày tới tao, tụi mày chết rồi con. Ui, mấy con này là mấy con gọi là phụ của nó nè. Mấy con gọi là đàn em của nó các bạn ơi. Chết đi, tụi mày chết đi con. Tụi mày giết tao đâu có dễ. Bây giờ tao sẽ xuống chém mày nè, một phát chết. Tụi mày tới đây. Yeah, yeah. Mày hãy chết con. Chết đi. Yeah, yeah. Ủa nó rớt ra có cái cục gì vậy? Quách tờ heo. Kệ, ôi đừng nói mấy cục này mấy cục phân nha. Ôi bây giờ mình phải chém chết này chứ. Ủa mình mặc giáp được chưa ta? À quên mặc cái quần. Bát cho cái đầu mày nè. Mày tới đây. Ủa các bạn, không phải là cao cao chín đuôi kìa các bạn. Bát cho cái đầu mày, bát cho cái đầu mày. Bát ôi mày chém được tao. Mày nghĩ mày chém được tao? Với cái kiếm này tụi mày không bao giờ chém được tao đâu. Vừa cái, tại vì cái này là vừa là cái kiếm mà vừa là cái súng nè. Phiêu, ghê chứ. Bây giờ mình, từ mình sẽ tới rồi. Ui, wow. What the hell? What? Gì ghê quá các bạn ơi, bây giờ mình sẽ gọi là quăng pháo chứ xem nó có bị gì không nha. Chiêu. Ồ, quăng pháo nó bay lên trời. Mày hả con? Mày quăng pháo lên trời. Chính đi. Ủa, hình như nó cao quá các bạn ơi. Xuống mày. Ồ, lùi lại. Các bạn ơi, không được rồi, bây giờ
giờ mình nghĩ là mình sẽ chơi kiếm nó thôi, chứ nó bay thì khó chịu quá. Ui, nó lại chạy thẳng mày tiêm luôn. Mày vậy con, mày. Ui, ủa cái lạng mà sao nó rớt xuống không được vậy? Nó chạy. Cái súng này kỳ vậy. Mày. Dính đi. Ủa, dính được vài cái các bạn ơi. Ủa kỳ vậy cái súng này. Ơi, cái lạng gì nó gọi là nó trọng lực quá các bạn ơi. Bắn một cái nó như cung tên vậy. Nó như đạn thường các bạn ơi. Mày chết đi. Mày dính. Ủa, chưa dính rồi hả? Dính nè. Ủa, bị hết một cái băng đạn của mình rồi. Chết ơi. Ủa, giờ sao đây? Nó xuống rồi. Ủa sao nó dẫn ở trên vậy? Mình sẽ quăng bơm lên xem sao nha các bạn. Chiêu. Ủa, quăng không tới. Rồi bây giờ mình sẽ gọi là đi lên thử coi. Đặt lên cao nè. Coi. Ui. Mày chơi dơ quá, tao định tới mày định bắt cái đầu mày không chơi nữa. Đau quá. Ủa nhưng mày làm sao giới tao nó đây? Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ bay lên thật là cao. Mình sẽ đi lên thật là cao nữa. Piu. Đâu rồi? Ủa, đâu biết nút tiêu ơi. Ủa, nó xuống đất lại rồi kìa. Ủa, bây giờ xuống đất từ từ thôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lóc xuống đất, không thôi mất máu của mình mất. Piu. Mình quăng nó là nó bay lên trời cao ấy. Mày nè. Ôi, tôi quăng cái đầu đó, như nó có kháng gì không? Quăng nó không có dính nè. Ôi. Ủa có dài gì nó không bị dính nha các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ chơi đấu kiếm nó, các bạn ơi, nó hết bay rồi nè. Bây giờ mình phải ăn cái này đã. Ui, con này mạnh quá. Trời ơi, cháu đến đuôi các bạn xem là nó quăng ra mấy cái cục gì ghê quá. Nó vừa bay được mà vừa xuống đất luôn rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bắn nó các bạn ơi. Piu. Mày hãy biến ra đây. Biến. Chết đi. Ô, con này dai quá các bạn ơi. Ủa nó dai kinh khủng nè các bạn. Bắn nó giờ quá trời duyên luôn mà không chết kìa. Mày bắn mày hoài luôn, tao sẽ bắn mày đến khi nào mày chết kìa. Ôi mày đứng xay nó vô máu đằng kia. What the hell. Bắn mày nè. Ôi hình như hết đạn của mình hết rồi. No. Nhưng mà mình phải cố chiến đấu mới được. Mày. Ui bắn chuột coi. Mày nè. Ủa con này dai quá. Ui. Tới lúc quăng lựu đạn các bạn ơi. Cái con này mình tốn đạn mình quá. Mày. Ô. Mày nè. Mày nghĩ mày làm được gì? Bay lên hả? Nhảy cao hả? Nhảy cao làm được gì? Nhảy cao thì làm được gì? Nhảy cao. Ôi, hết thịt luôn rồi. Trời ơi, lại mình còn có xíu à. Thôi bắn chết luôn đi các bạn ơi. Mày nè. Bắn chết. À, mày xuống dòng sông rồi mày chết với tao. Ôi giời, xong hết đạn luôn. Bây giờ sao đây? Còn mình còn mỗi cái này các bạn ơi. Bắn. Mày chết. Mày. Ủa, mình thấy hơi bị xa đó. Mình thấy hơi bị xa nhà các bạn ơi. Mình nghĩ là mình không giết nổi nó đó các bạn ơi nè. Các bạn thấy con máu còn rất là dai không các bạn? Đó. Bây giờ mình sẽ thử tới thì sao? Mày ngồi mày tới đây. Tao sẽ chơi mày luôn. Mặc dù tao còn một mắt. Ủa nó bị gì nè các bạn? Ủa nó bị gì nè? Nó không tấn công mình á. Ủa muốn làm bạn hả? Bạn ơi muốn làm bạn hả? Làm bạn với mình nè. Ủa nó bị gì luôn rồi các bạn ơi? Ủa hình như con này nó bị điên luôn rồi. Ủa bây giờ bắt cho cái đầu nó ra. Bắt cho cái đầu. Bây giờ mình sẽ bắt được rồi.
đừng phải ra đi giật bóng anh không. Ghê quá nên nó đi ra khỏi này à, mình không thấy nó đâu mà mình hồi nãy mình chắc mình mới đuổi ra thôi. Mệt quá chắc mình đi dễ. What the hell? Mày đứng quay lại nữa hả? Trời ơi, mệt quá vậy. Mình phải đấu nó các bạn ơi. Thông minh nữa các bạn. Hôm nay chung thì tạm biệt các bạn nha. Trời ơi, bye.